Mẫu hành phi cầu nối quốc dân của năm 2024 mà các bác không thể bỏ qua khi chơi trên bàn thờ sẽ mang lại sự sang trọng và trang nghiêm cho không gian thờ cúng. Các bác xem hết video, em sẽ báo giá kích thước cụ thể. Sau đây, em Khải Mộc xin mời các bác đi vào đường nét chi tiết ạ. Hoành phi ở giữa có kích thước là 1m97, rộng 67, ván dày 4 phân, khung dày 4 phân, bên đục lồng cuốn thư Đức Lưu Quang, có một bên kiếm, một bên bút, tượng trưng cho văn võ song toàn. Xung quanh em đục họa tiết mai hóa long cực kỳ đẹp và tinh xảo. Treo hai bên câu đối có kích thước cao là 1m97, rộng 28, ván dày 2 phân rưỡi, khung dày 4 phân, ghi lại lời răn dạy của ông bà tổ tiên cho con cháu. Mẫu này bên em đục nền gấm, rất hợp với lối phòng thờ. Mẫu này bên em có đầy đủ kích thước như 127, 155, 175 hay 197, phù hợp với mọi kích thước bàn thờ hay không gian phòng thờ. Đặc biệt, khi treo bộ hành phi cầu nối kết hợp thêm chuyên lộc treo trên bàn thờ cực kỳ ý nghĩa và phong thủy. Tranh có kích thước là đường chéo là 53, ván dày 2 phân rưỡi, liền khối nguyên một tấm, đang có giá là 1 triệu rưỡi. Khi các bác mua bộ hành phi cầu nối, bị em giảm chỉ còn là 950.000 thôi ạ. Sản phẩm được chế tác trên nền gỗ hương đỏ, đã được sấy khô cẩn thận, tránh tình trạng cong vênh hay lứt vỡ. Hoàn thiện sơn BU cao cấp và dát vàng công nghiệp Đài Loan 24K, khi treo lên cực kỳ lổi và sang trọng. Như bộ em đang quay đang có giá là 12 triệu rưỡi trên một bộ. Tháng này bên em đang xả kịch sàn chỉ còn 10 triệu rưỡi trên một bộ. Bộ 175 chỉ còn là 9 triệu rưỡi, bộ 155 chỉ còn là 8 triệu rưỡi và cuối cùng là bộ 127 chỉ còn là 6 triệu rưỡi thôi các bác ạ. Hàng bên em được sản xuất tại xưởng làng nghề mộc truyền thống nên các bác cứ yên tâm về giá cả cũng như chất lượng ạ. Các bác mua hàng liên hệ em Khải Mộc vào số 0926 027 555 hoặc để lại số điện thoại em gọi điện tư vấn ạ.